chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày 27 tháng 7 sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. 27 tháng 7, kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, dịp để tri ân sâu sắc các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống, cống hiến để bảo vệ đất nước. Dịch chuyển sang sản xuất nông nghiệp xanh, bắt kịp nhu cầu thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu, đóng góp cho nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Nhiều kiều bào trẻ trên khắp thế giới tận dụng những kiến thức học tập được, góp phần phát triển lĩnh vực khoa học nói riêng và sự phồn vinh của quê hương nói chung. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay tại Hà Nội, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương và tuổi thanh xuân, anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Cũng trong sáng nay, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cách đây 77 năm, người đã chọn ngày 27 tháng 7 hàng năm là Ngày Thương binh Toàn quốc, nay là Ngày Thương binh Liệt sĩ. Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là dịp để tri ân sâu sắc các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ngày 27 tháng 7 cũng là dịp để nhìn lại và trân trọng hơn bao giờ hết giá trị của hòa bình, của thống nhất non sông, nhắc nhở mỗi người về lòng biết ơn những người lính đã không tiếc máu xương, anh dũng hy sinh vì hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc. Hòa bình ngày hôm nay là cái giá của biết bao hy sinh, biết bao xương máu của các thế hệ anh hùng. 1,2 triệu liệt sĩ đã ngã xuống, biết bao người vợ, người mẹ mất chồng, mất con, bao chiến sĩ bị thương trở về vẫn mang trong mình các vết sẹo chiến tranh hay các nỗi đau da cam, dioxin. Vĩ tuyến 17, ranh giới chia hai miền Nam Bắc 70 năm trước. Suốt hơn 20 năm, mưa bom, bão đạn liên tục dội xuống tuyến lửa Vĩnh Linh, bờ Bắc của vĩ tuyến 17. Nhưng quân và dân nơi đây vẫn luôn giữ tinh thần chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Như già chạy chúng ta cũng làm lại đó chúng ta ự thôi. Nó bán cái này thì chúng ta làm lên cái khác. Địch bán phá là nhiều thì chúng ta cứ lấp đi. Lấp hố bom đi làm lại. Mỗi tấc đất ở đây đều đổi bằng rất nhiều xương máu của bộ đội, nhân dân. Đại tá, nhà văn Nguyễn Bảo đã viết như vậy sau hàng chục năm trên chiến trường. Khốc liệt nhất với ông là trận đánh ở Thượng Đức mang tính quyết định cho cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975. Gần 1.000 chiến sĩ đã hy sinh trong trận đánh này. Đồng đội của mình hy sinh rất nhiều để có được cái cuộc sống như này hôm nay. Nhớ đến cái người bạn của tôi nói một cái câu như thế này: thằng địch chỉ có thể đến được đây khi mà bước qua xác tôi. Và anh đã chiến đấu đến cùng, dùng một khẩu AK một mình đánh địch cho đến hơi thở cuối cùng và hy sinh. Hòa bình được đổi bằng xương máu của hơn 1,2 triệu liệt sĩ. Hơn ai hết, người thấm thía rõ nhất cái giá của hòa bình đó là những người mẹ Việt Nam anh hùng. Như mẹ Nguyễn Thị Sinh, gần 100 tuổi, chờ đón bằng được con trai về nhà, rồi mới chút hơi thở cuối cùng. Mẹ cơm, mẹ có vui vẻ không? Bây giờ mẹ ở cái nhà to thế này, đấy, có hai gian nhà đây. Đi thì có người, về thì được nắm trường nắm đất thì là tôi phấn khởi, của gì cũng không bằng con. Mùa đông năm 1972, bom B-52 rải xuống thủ đô Hà Nội. Mỗi góc phố cũng có thể trở thành chiến hào, mỗi nóc nhà có thể trở thành trận địa. 90.000 thanh niên thủ đô đã xung phong ra trận. Ngay giữa trái tim của thủ đô, tượng đài Cảm Tử ghi dấu chiến công và những hy sinh của những chiến sĩ và người dân Hà Nội quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
Và sau gần ấy năm thì tượng đài vẫn luôn hiên ngang như tinh thần của người chiến sĩ năm xưa. Đây cũng là một lời nhắn gửi của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước đối với thế hệ trẻ ngày nay luôn phát huy truyền thống, cống hiến sức trẻ, bảo vệ Tổ quốc. Không thể có từ nào nói hết được những mất mát hy sinh trên suốt dải đất hình chữ S này. Hòa bình đổi bằng xương máu của biết bao người con đất Việt. Vì thế mà những ngày tháng 7 lịch sử, từ Bắc vào Nam, từ ngã ba Đồng Lộc, thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, địa đạo Củ Chi, nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh luôn tấp nập những đoàn người thăm viếng, tri ân. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn những ngày cuối tháng 7. Trầm mặc và trang nghiêm, trước hơn 10.200 ngôi mộ, những cựu chiến binh thổn thức những ký ức về một thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Thân nhân liệt sĩ tìm đến đây để viếng người thân. Tất cả đều có chung một cảm xúc, đó là sự khâm phục, lòng biết ơn trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Trở về đây thì rất nhớ đồng đội, như bạn thôi, là ở dưới cơ Việt chứ vẫn không tìm được mộ. Ngay cả cái đợt dốc nhiều con tiến nữa là bắt đầu đi vào trong cái thành phố Quảng Trị này, anh em cũng hy sinh nhiều. Chúng tôi có người thân nằm ở đây, an táng ở tại nghĩa trang này. Thấy những cái phần mộ có những cái sự chăm sóc rất là chu đáo, chúng tôi nhìn rất ấm lòng. Sát bên nghĩa trang Trường Sơn, một ngôi đền thờ vọng còn chưa nhiều người biết. Nơi lưu danh hơn 13.000 liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến 6.000 ngày trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Hai bên bàn thờ các anh hùng liệt sĩ là có hai câu đối: cốt nhục gửi Trường Sơn, non cao thể mồ phần lưu giữ. Hồn thiêng về Quảng Trị, đất mẹ thay lăng cẩm chở cha, non cao thể mồ phần lưu giữ là các anh là lấy núi non làm mồ cho mình. Rất nhiều các cựu chiến binh, các gia đình liệt sĩ vào đây là họ khóc. Đền thờ vòng này là thờ các liệt sĩ mà thiệt thòi nhất, là thân xác là các anh đang gửi lại núi Trường Sơn. Đó, nên mình hàng ngày mình phải hướng khói, mong các anh về ngôi nhà chung này. Hiện vẫn còn hàng ngàn phần mộ liệt sĩ đang nằm tại các nghĩa trang liệt sĩ trên khắp cả nước, chưa xác định được danh tính. Làm thế nào để xác định được danh tính, để đưa các anh trở về quê hương là trăn trở của cả dân tộc sau chiến tranh. Và đây cũng là tâm nguyện của các cựu chiến binh Trung đoàn 4, quân khu Trị Thiên năm xưa. Dù tuổi không còn trẻ, nhưng bằng tâm huyết và nghĩa tình đồng đội thiêng liêng vào sinh ra tử năm nào, các ông vẫn sẵn sàng lên đường tìm đồng đội. Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn, thành phố Hà Nội, trời mưa to, những cựu chiến binh của Trung đoàn 4, quân khu Trị Thiên năm xưa vẫn cùng gia đình liệt sĩ viếng liệt sĩ Nguyễn Đình Thoa. 20 năm trước, những cựu chiến binh này trở lại thăm chiến trường xưa tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi đó, giữa hàng trăm mộ liệt sĩ chưa có tên, nhưng bằng linh tính, các ông đã xác định được danh tính của liệt sĩ Thoa từ những nét chữ đã mở trên bia mộ. Anh ra đi ngày đó. Có một ngôi mộ, cái chữ Hoa rõ hơn là chữ Thoa, lại có một cái nét đục nó hơi mờ, thì xác định đó là chữ Thoa. Nên bằng cái linh tính của đồng đội thì tìm lại hồ sơ và xác định số mộ cũng là mộ của anh Thoa. Mà đúng mộ của anh Thoa thì địa phương người ta mới cho chuyển về. Gia đình hoàn cảnh nghèo khổ quá, nhờ tất cả các anh trong đơn vị bốc một hót đem về cho gia đình quê hương. Không có đồng đội thì gia đình không thể nào mà đón được anh về. Giữa tháng 3 năm 1975, ít ngày trước giải phóng Huế, quân địch đã dùng xe tăng đi càn, tàn sát cả trạm phẫu tiền phương của Trung đoàn 4. 26 thương binh và 7 dân quân du kích đã hy sinh và bị chôn tập thể. Các cựu chiến binh Trung đoàn 4 đã mất nhiều thời gian để tìm được hố chôn tập thể năm xưa. Khi tìm rồi chúng tôi dư hương, chúng tôi rất xúc động. Tìm đồng đội rồi, ở đấy thì nó lại có một cây xương rồng rất to. Thì cây xương rồng ấy, khi địch chôn đấy, thì có một người du kích nhổ một cái xương rồng vào trồng đấy để làm dấu. Đến khi chúng tôi vào thì nó cao khoảng mấy mét rồi. Chúng tôi xin phép chính quyền địa phương
xây mộ cho đồng đội. Anh em Trung đoàn 4 đã vất vả cùng với địa phương, các mạnh thường quân để xây được khu tưởng niệm. Hiện nay là có chỗ thờ cúng rất là thiêng liêng. Chọn nghĩa, vẹn tình, vào ngày thương binh liệt sĩ hàng năm, những cựu chiến binh dù tuổi đã cao vẫn cùng nhau đến thăm hỏi các gia đình, thắp nén tâm nhang tưởng nhớ các đồng đội đã ngã xuống vì nền độc lập của Tổ quốc. Hơn 20 năm, các ông đã gần 15 lần vượt hàng trăm km trở lại chiến trường xưa tìm đồng đội. Và hành trình nghĩa tình ấy sẽ còn được tiếp nối ở phía trước. Là hiện nay Trung đoàn 4 của chúng ta đấy, là còn hơn 200 liệt sĩ đang nằm ở nghĩa trang Hương Điền, còn chưa có danh tính. Chúng ta còn sống, còn sức khỏe, vẫn tiếp tục đi tìm đồng đội. Dù ở nơi nào, cập nhật được những thông tin nào là chúng ta đến tìm đồng đội của chúng ta. Sau đây là một số thông tin kinh tế. 7 tháng qua đã có 18 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư, cùng với vốn đăng ký, số vốn FDI giải ngân cũng đạt hơn 12,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Về lĩnh vực đầu tư, ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu, tiếp theo là kinh doanh bất động sản. Về đối tác đầu tư, Singapore dẫn đầu chiếm hơn 1/4 tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Hồng Kông Trung Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Đặc biệt, lần đầu tiên, Kyrgyzstan đăng ký đầu tư mới. Như vậy, đến nay đã có 147 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào nước ta. Hơn 36,3 tỷ đô la Mỹ là kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tính từ đầu năm đến giữa tháng 7, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan. Như vậy, nhóm hàng này đã vượt điện thoại, trở thành nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất cả nước, chiếm gần 18% tổng kim ngạch. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu nhóm này đạt 54,3 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 28% so với cùng kỳ. Các số liệu này cho thấy tín hiệu phục hồi của sản xuất và xuất khẩu vẫn đang được duy trì tích cực. Ngân hàng HSBC dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam nửa cuối năm tiếp tục lộ trình phục hồi, thúc đẩy bởi chu kỳ điện tử toàn cầu. Xuất khẩu điện tử của Việt Nam đang rất tốt. Sống xanh, tiêu dùng xanh được dự báo là xu hướng sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới. Do vậy, sự dịch chuyển sang sản xuất nông nghiệp xanh là nhằm bắt kịp nhu cầu thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu. Các sản phẩm nông sản tiêu biểu của các địa phương hiện nay cũng quan tâm đến các tiêu chí tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn. Và đó cũng là đòn bẩy giúp kinh tế nông nghiệp xanh phát triển bền vững. Sau rất nhiều nỗ lực, yến xào Cù Lao Chàm đã trở thành sản vật cao cấp đặc trưng, lan tỏa thương hiệu mạnh mẽ trên thị trường trong và ngoài nước, là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của tỉnh Quảng Nam. Tỉnh đã có nhiều cái công trình khoa học làm sao đó bảo tồn những đàn yến hộ ăn này nó bền vững, và kêu gọi những doanh nghiệp làm sao đó vào hợp tác để không những chúng ta khai thác yến tổ mà chúng ta phải làm ra nhiều sản phẩm từ yến tổ. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, nhiều doanh nghiệp đã thay đổi chiến lược, chọn hướng kinh doanh xanh sạch làm lợi thế cạnh tranh. Họ đầu tư bài bản công nghệ, trang thiết bị sản xuất để cải tiến quy trình hướng tới sản xuất xanh. Để thuận lợi bước chân vào các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản, ngoài việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp phải vượt qua bài toán xanh trong hoạt động sản xuất với nhiều tiêu chí như xử lý chất thải phát sinh, sản xuất tiết kiệm năng lượng, giải pháp tái chế chất thải, v.v. Ngành công thương cho biết, riêng từ đầu năm 2024 đến nay đã hỗ trợ máy móc và đánh giá sản xuất sạch hơn cho gần 70 cơ sở công nghiệp nông thôn. Khi đó, con đường xuất khẩu của nông sản sẽ rộng mở hơn. Cần sự ưu tiên cho việc làm sao mà để áp dụng những chuyển đổi xanh, chuyển đổi số để đóng góp, để đóng góp cho nền kinh tế phát triển nhanh, và thứ hai là đóng góp cho nền kinh tế phát triển bền vững. Nếu như chúng ta chỉ chú trọng câu chuyện phát triển nhanh thôi mà chúng ta không chú trọng câu chuyện về môi trường thì cái điều đấy về dài hạn sẽ đem lại rất là nhiều cái thiệt hại và cái cho cuộc sống của người dân cũng như cho nền kinh tế. Có thể thấy, kinh tế nông nghiệp xanh đang trở thành xu hướng phát triển đem lại hiệu quả, giải quyết các vấn đề xã hội và khắc phục hậu quả của ô nhiễm môi trường. Do vậy, việc chuyển sang xu thế này không chỉ là lựa chọn tất yếu mà còn là cơ hội để Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực, bắt kịp xu thế phát triển chung của thế giới.
trong phần tiếp theo của bản tin. Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên nỗ lực từng giờ để khắc phục hậu quả trận lũ quét và sạt lở đất, ưu tiên tìm kiếm nạn nhân mất tích, giúp người dân sớm ổn định đời sống. Nhiều kiều bào trẻ trên khắp thế giới tận dụng những kiến thức đã học, góp phần phát triển lĩnh vực khoa học nói riêng và sự phồn vinh của quê hương nói chung. Tiếp tục bản tin với những nội dung đáng chú ý. Sau cả ngày nắng nóng, từ đêm nay 27 tháng 7, miền Bắc sẽ lại bước vào một đợt mưa lớn mới. Dự báo đêm nay, mưa tập trung ở vùng núi. Từ đêm mai đến hết tháng, mưa mở rộng xuống cả khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Tổng lượng mưa ở khu vực vùng núi và Trung Du từ 70 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Khu vực đồng bằng, lượng mưa từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trong ngày hôm qua, trời đã tạnh mưa tại khu vực xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đang tập trung nhiều lực lượng, máy móc, nỗ lực từng giờ để khắc phục hậu quả trận lũ quét và sạt lở đất. Khu vực này có diện tích rất rộng với lượng lớn bùn đất đá. Vì vậy, công tác cứu nạn của các lực lượng chức năng đang gặp rất nhiều khó khăn, trong đó ưu tiên tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích và giúp người dân sớm ổn định đời sống. Tại các khu vực xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại xã Mường Pồn, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tích cực khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích. Chúng tôi khoanh vùng ở đây là tại cái vị trí như vậy là gia đình bị mất người thì chúng tôi như vậy kết hợp để phối hợp như vậy là tìm kiếm trước. Khi nước rút đến đâu ấy thì chúng tôi tổ chức như vậy cho anh em là vậy là tìm kiếm đến đó. Cùng với việc tìm kiếm nạn nhân mất tích, công tác khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống cũng đang được ưu tiên đặt lên hàng đầu. Đối với những các hộ hiện nay đang có nguy cơ sạt lở thì sẽ phải lập tức là di rời. Trước mắt này thì di rời bà con ra khỏi những vùng nguy hiểm. Huyện hiện nay là duy trì thường xuyên cái việc trực 24/24 trong mùa mưa bão này để đảm bảo làm sao đó khi mưa lũ là có thể cảnh báo cho bà con nhân dân để biết được để chúng ta phòng tránh. Đợt mưa lũ vừa qua tại xã Mường Pồn, 25 căn nhà bị cuốn trôi, 26 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn. Hơn 100 hộ bị ảnh hưởng đã được sắp xếp nơi ăn chỗ ở, đảm bảo an toàn. Vượt qua hơn 700 ý tưởng, một startup Việt với ứng dụng cải tiến năng lượng tái tạo từ pin cát đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi Startup World Cup sẽ được tổ chức tại Mỹ vào tháng 10 năm 2024. Bên cạnh các startup tập trung khởi nghiệp trong các lĩnh vực liên quan đến phần mềm và công nghệ blockchain, cuộc thi năm nay chứng kiến xu hướng khởi nghiệp về công nghiệp sản xuất, chứng tỏ bước tiến của Việt Nam trong mục tiêu trở thành quốc gia công nghiệp, quốc gia khởi nghiệp. Với ý tưởng mang đến giải pháp lưu trữ năng lượng bằng pin cát phục vụ cho nông nghiệp, Startup Việt Altino đã giành giải thưởng 5.000 đô la Mỹ và sẽ là đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu. Hệ thống sấy không phát thải carbon này không chỉ giúp nông trại đạt được mục tiêu kinh tế mà còn đóng góp vào định hướng phát triển bền vững. Thực ra là mình cảm thấy là hạnh phúc bởi vì những cái mà cả khán phòng cũng như là ban giám khảo đã chọn cái sứ mệnh là giúp Việt Nam giảm phát thải carbon là một cái ý tưởng mà được để chia sẻ với thế giới. Chúng ta chỉ còn khoảng 2.000 ngày đến cái mốc 2030 mà thôi. Cho nên là nếu không làm bây giờ thì không còn thời gian để làm. Chưa biết là mình sẽ đi được đến xa. Nhưng ít nhất là cái con đường là Việt Nam đã đứng đầu và tiên phong trong lĩnh vực phát triển năng lượng thì đó là cái thông điệp mà mình muốn mang tới nước Mỹ. Các startup tham gia cuộc thi năm nay đều tập trung đưa ra những giải pháp công nghệ cho những vấn đề đang có ở Việt Nam. Tôi có thể nhìn thấy tiềm năng rất lớn của những công ty khởi nghiệp Việt Nam và hy vọng thông qua cuộc thi này có thể giúp các nhà khởi nghiệp trẻ Việt Nam có cơ hội tiếp cận với những nhà đầu tư trên thế giới. Cuộc thi Startup World Cup Việt Nam còn chứng kiến sự tham gia của nhiều startup trẻ trên thế giới. Chỉ trong giai đoạn 2014 đến 2023, hơn 4,6 tỷ đô la Mỹ đổ vào các công ty khởi nghiệp Việt Nam thông qua 835 thương vụ, khẳng định sức hút của Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn cho đầu tư công nghệ trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam có dân số trẻ, nhiều ý tưởng sáng tạo, có những lĩnh vực khởi nghiệp mà Việt Nam được xem là thị trường mới nhiều tiềm năng.
Việc khởi nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi được xem là trung tâm khởi nghiệp của khu vực Đông Nam Á, sẽ mang lại nhiều lợi thế cho các công ty khởi nghiệp. Một số ý tưởng của các đội thi hôm nay đã có thể sẵn sàng triển khai tại thị trường quốc tế, bao gồm cả Mỹ. Việt Nam có nhiều kỹ sư giỏi nên tôi rất mong chờ các sản phẩm của công ty Việt Nam trên thị trường quốc tế. Những cuộc thi khởi nghiệp như thế này có thể gắn kết các công ty và nhà đầu tư lại với nhau, và đó chính là lý do chúng tôi tổ chức cuộc thi khởi nghiệp quốc tế này. Startup World Cup là một trong các cuộc thi khởi nghiệp quy mô hàng đầu thế giới ra đời từ năm 2017, với vòng khu vực được tổ chức tại khoảng 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, cuộc thi năm nay được đồng tổ chức bởi Synapse Studio và Pegasus Tech Ventures. Nếu giành chiến thắng, Startup Việt sẽ có cơ hội giành được giải thưởng 1 triệu đô la Mỹ cùng cơ hội từ các nhà đầu tư trên thế giới. Sự tiến bộ của khoa học là một trong những yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đem lại cơ hội và tiềm năng phát triển to lớn cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Thế hệ trẻ, trong đó bao gồm thanh niên kiều bào, được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào lĩnh vực khoa học của đất nước, từ đó nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Cuộc gặp gỡ của hai thế hệ kiều bào cùng sinh sống tại Pháp đã truyền cảm hứng cho cậu học sinh Trần Bảo Lâm trong hành trình trại hè Việt Nam trở về quê hương. Đam mê khoa học, cậu thanh niên kiều bào hy vọng được cống hiến cho nền khoa học nước nhà như giáo sư Trần Thanh Vân đã và đang thực hiện tại Việt Nam. Hôm nay em được gặp một người am hiểu về lĩnh vực vật lý. Em rất ấn tượng bởi giáo sư học tập tại Pháp và mang kiến thức cũng như phương pháp giáo dục ở Pháp về Việt Nam để phát triển ngành khoa học tại đây. Em cũng thấy rất biết ơn với điều này bởi Việt Nam là cội nguồn của em. Không chỉ được trò chuyện với giáo sư Trần Thanh Vân, các thanh niên kiều bào cũng tìm hiểu về các hoạt động hỗ trợ khoa học mà Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành do giáo sư thành lập đang thực hiện. Các bạn cũng được tham quan Trung tâm Khám phá Khoa học, nơi khoa học trở nên gần gũi và thú vị hơn. Nhìn trung tâm như thế thì em cảm thấy là Việt Nam đã cũng phát triển để mình có thể nghiên cứu khoa học bằng mấy nước phát triển hơn. Theo bước chân của những người đi trước như giáo sư Trần Thanh Vân, các em đang học tập, phấn đấu và khẳng định tài năng khoa học của thế hệ kiều bào trẻ Việt Nam trên thế giới. Em đã đi lên trường USC để em nghiên cứu về robotics với một giáo sư cũng là người Việt, và em cũng đã học online với MIT để em tìm hiểu ra nhiều hơn về khoa học nguyên tử. Em mong là sau khi em học xong ở Mỹ thì em có thể nghiên cứu và giúp đỡ đất nước Việt Nam về phát triển về học trong ngành vật lý. Khoa học tiến bộ là nhờ cái chất xám của các em trẻ. Bác Hồ mong đợi các em trẻ học hành cho tốt, cố gắng tiến tới để trong tương lai các em có thể đưa Việt Nam đến cái trình độ là có thể sánh vai cùng các nước Nam Châu để đưa cái hình ảnh của Việt Nam lên thế giới. Đấy là cái lời khuyên hết sức đơn giản. Các em chỉ có một chuyện nhỏ là các em cố gắng học hành cho tốt. Dù sống xa quê hương, nhiều kiều bào trẻ trên khắp thế giới đều mong muốn sẽ tận dụng được những kiến thức học tập được để góp phần phát triển lĩnh vực khoa học nói riêng và sự phồn vinh của quê hương nói chung. Phần cuối của bản tin như thường lệ là những thông tin dự báo thời tiết trong nước và quốc tế. Bản tin thời sự xin được khép lại tại đây. Để xem trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trên App Store hoặc Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.